RC RG EVK 1200. Đây các bạn có thể thấy đây. Đây là cái thiết kế của con EVK 1200 các bạn nhé. EVK 1200 của hãng DJI các bạn có thể nhìn thấy với cái thiết kế màu trắng này khá đẹp luôn, nhỏ gọn, 4 năng tem. Và con này có khả năng mét wifi các bạn nhé. Thì đây là đằng sau của nó đây. Có 3 cổng LAN, một cổng WAN, một cái giác nguồn 12V này. Và đây nó là một cái nút nhưng nó có hai tính năng. Nếu như các bạn nhấn giữ 10 giây thì là sẽ reset cái wifi này. Nhưng mà nếu các bạn nhấn giữ nhỏ hơn một giây có nghĩa là nhấn một lần nhả ra thì lập tức là nó sẽ tự động để mét wifi để kết nối giữa các cái bộ wifi với nhau các bạn nhé. Phụ kiện thì gồm có một dây cáp mạng LAN này và một cục nguồn. Thì với cục nguồn này thì các bạn có thể nhìn thấy đây thông số của nó là 12V 1A. Để cài đặt bộ wifi này với mạng thì các bạn làm sau chúng ta sẽ kết nối một cái đường mạng LAN vào cổng WAN và một cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ kết nối tới modem. Chúng ta sẽ cấp nguồn nó vào. Và chúng ta sẽ chờ cho wifi khởi động. Các bạn nhìn thấy cái đèn wifi đang khởi động này. Các bạn sẽ chờ một lúc cái đèn nguồn này nó hết nhấp nháy và nó sáng đứng như này là wifi đã khởi động xong. Sau đó các bạn sẽ sử dụng điện thoại. Các bạn sẽ kết nối wifi. Chúng ta sẽ tìm tới wifi có tên là Raiji đây. Các bạn sẽ chờ kết nối. Rồi các bạn đã kết nối xong thì các bạn nhìn thấy cái chữ đăng nhập vào mạng. Các bạn sẽ bấm vào đăng nhập vào mạng. Và đây nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang định cấu hình thì chúng ta sẽ định cấu hình. Thì đây là cái mặc định và khuyến nghị của nhà sản xuất đưa ra là chúng ta sẽ định cấu hình theo DHCP. Chúng ta sẽ bấm vào cái bước tiếp theo. Và đây các bạn có thể là đặt cái tên Wi-Fi. Thì các bạn lưu ý là với Wi-Fi EVKF 1200 này nó sẽ phát trên hai băng tần đó là 2.4G và 5G. Các bạn có thể là đặt tên uh, Wi-Fi uh, ví dụ mình đặt ở 2.4G là EVKF 1200 uh, 2.4 này. Và 5G thì là EVKF 1200 uh, 5 5G đi, chỗ này là 5G đi. Chỗ trên là 2.4G Rồi mật khẩu wifi thì mình cũng đặt đơn giản đó là từ 1 tới 8 Các bạn lưu ý các bạn nên đặt cái mật khẩu nó khó hơn một chút Cái này là mình ví dụ cho các bạn thôi Thì cái này mình chọn là giống mật khẩu wifi đi Chọn quốc gia này Mình sẽ chọn là Việt Nam Rồi ok mình sẽ bấm là ghi đè Và các bạn sẽ chờ một lúc để cho wifi của chúng ta cấu hình lại rồi các bạn thấy là nó đã cấu hình xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ một chút này. Rồi các bạn nhìn thấy là nó hiện Wi-Fi 2.4 và Wi-Fi 5G rồi. Bây giờ mình sẽ truy cập vào 5G đi. Chúng ta sẽ nhập cái mật mã là từ 1 tới 8. Rồi đã kết nối rồi các bạn nha. Chúng ta sẽ test xem là đã có Internet chưa này. Ok rồi đây các bạn ạ. Bạn cũng có thể quản lý cái con evk 1200 này thông qua phần mềm. Thì các bạn sẽ cài cái app là RaiGi. Các bạn cài cái app này vào. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải truy cập vào mạng của con E1200 này các bạn nhé. Tại E1200 mình đang truy cập mạng đây rồi. Và các bạn sẽ cài cái phần mềm này vào. Sau đó là các bạn sẽ vào cái phần mềm này. Thì khi các bạn vào phần mềm này thì các bạn sẽ cần phải tạo một cái tài khoản. Thì cái tài khoản thì nó đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần điền email và password là xong thôi Hiện tại mình đã đăng nhập sẵn rồi. Thì đây là cái giao diện chính của phần mềm các bạn nhé. Ở đây nó có một số mục ví dụ như sản phẩm này. Rồi lực lượng bán thì đây là các cái sản phẩm mà nhà sản xuất người ta quảng cáo rồi. Cộng đồng thì đây là các cái câu hỏi giải đáp và mình sẽ chú trọng vào cái phần dự án này. Thì để thêm cái thiết bị này vào cái phần mềm này thì chúng ta sẽ vào cái phần thêm dự án này. Và các bạn sẽ vào cái mục có kết nối wifi bởi vì mình đang kết nối wifi với cái này mà. À, cái này nó sẽ phải hỏi là phải bật cái định vị thì chúng ta sẽ bật cái định vị lên. Rồi chúng ta thêm vào dự án này chúng ta có cái kết nối wifi này ok bắt đầu bắt đầu rồi chúng ta đã kết nối với em 1200 rồi thì chúng ta sẽ bỏ ra và đây mình sẽ nhập password của nó là password wifi từ 1 tới 8 các bạn nhập uh, nhập password wifi của mình vào nhé rồi sau khi mà chúng ta đã ép cái thiết bị thì các bạn nhìn thấy này em với 1200 đã được ép vào trong cái phần mềm này rồi và chúng ta quản lý bằng cách nhấn vào đây, nhấn vào cái thiết bị này thì các bạn nhìn thấy rõ ràng là chúng ta có thể thấy rõ tất cả những cái thông số của cái EVK 1200 này. Và chúng ta cũng biết được rằng là cổng nào, cổng quan là được kết nối này, còn 3 cái cổng LAN là chưa được kết nối này, tốc độ mạng này. Rồi tên mạng này. Và chúng ta có thể đổi được tên mạng nhé các bạn vào cái SSID này. Đấy, chúng ta đổi được tên mạng. Thì ở đây các bạn có thể đổi tên mạng 2.4G và mạng 5G chúng ta đều đổi được. Ví dụ vừa đổi tên mạng 5G các bạn bấm vào và các bạn sẽ đổi tên. Đồng thời chúng ta cũng sẽ đổi được password của cái mạng nhé các bạn nhé. Đây chúng ta có thể thay đổi được ở trong này hết. Rồi các bạn cũng có thể là chọn kênh. Ví dụ như là kênh 5G các bạn có thể chọn từ kênh 36 cho tới 157. Bình thường thì mình hay chọn auto. Và các bạn cũng có thể là chọn cái công suất phát của nó. Nếu như các bạn chọn công suất phát cao thì nó sẽ ngốn điện hơn. Thông thường mình sẽ chọn tự động các bạn cũng có thể là khởi động lại thiết bị ví dụ thiết bị đang bị lỗi gì đấy thì các bạn có thể là khởi động và tất cả cái này các bạn đều có thể khởi động từ xa miễn sao điện thoại của bạn kết nối được với internet các bạn nhé rồi về cái phần cơ bản này nó cũng có khá nhiều cái tính năng hay này chúng ta có thể kiểm tra tốc độ wi-fi này quản lý wi-fi tức là chúng ta có thể là đổi tên wi-fi đổi tên password các thứ ở đây nó có cái mục của là wi-fi khách này các bạn này nếu như các bạn có khách đến nhà mà muốn truy cập vào mạng internet mà các bạn không muốn cho khách biết được cái mật khẩu wifi chính thì các bạn sẽ làm một cái mạng gọi là wifi khách thì các bạn đặt tên cái wifi tên là khách chẳng hạn đó sau đó là các bạn sẽ cho một cái mật khẩu nhất định ví dụ từ một hai ba bốn năm sáu bảy tám sau đó là các bạn lưu lại thì nó sẽ tạo thêm một cái mạng gọi là cái mạng khách và khi mà khách đến nhà các bạn chỉ cần cho khách biết được cái mạng khách đấy và khách sẽ truy cập vào cái 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 mạng có tên là mạng khách đấy đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái mạng khách này, đó. Thì các bạn khách sẽ truy cập vào cái mạng này, mạng này các bạn nhé. Đây ngoài ra trong cái phần cơ bản này thì cũng có khá nhiều cái hay này. Ví dụ như là các bạn có thể là chuẩn đoán các cái lỗi của Wi-Fi bằng AI, công nghệ trí tuệ nhân tạo đấy. Rồi các bạn có thể là kiểm soát của cha mẹ này. Trong cái mục kiểm soát của cha mẹ này thì các bạn có thể là đặt cái thiết bị nào đó được phép truy cập trong khoảng thời gian nào ví dụ như là à, lặp lại à, hàng tuần này rồi bắt đầu thời gian truy cập này rồi thời gian kết thúc này thì chúng ta có thể kiểm soát để hạn chế cái việc con của mình nó dùng internet quá nhiều còn khá nhiều các cái mục hay các bạn có thể tìm trong này con EVK 1200 này nó có thêm một cái tính năng cực kỳ hay cực kỳ hữu đó là tính năng Mac Wi-Fi các bạn nhé có nghĩa là các bạn có thể kết nối tới nhiều cục Wi-Fi với nhau để làm sao để cho nó phủ sóng toàn bộ không gian nhà của chúng ta hoặc là không gian làm việc chúng ta chỉ cần một cái wi-fi chính kết nối với mạng internet còn các wi-fi khác các bạn cứ để ở trong cái vùng phủ sóng của cái wi-fi chính này thì lập tức là sóng wi-fi nó sẽ được tiếp nối nó được tự động kết nối và khi mà chúng ta đi từ cái vùng và có wi-fi chính đi ra khỏi vùng wi-fi chính thì tự động nó sẽ kết nối với wi-fi phụ có nghĩa là sóng wi-fi lúc nào cũng tràn đầy thì cái cách kết nối của cái Wi-Fi uh, evk 1200 này nó cực kỳ đơn giản nhá Mình chưa thấy cái nào nó đơn giản như thế này. evk 1200 của Raiji này kết nối chỉ bằng một cái nút nhấn duy nhất. Các bạn nhìn thấy đây. Ở đây nó có một cái nút nhấn này. Các bạn chỉ cần nhấn vào và nhả ra. Tức là dưới một giây. Thì tự động nó sẽ kết nối. Đây ví dụ như ở đây mình sẽ có một cái Wi-Fi phụ. Đây là một cái Wi-Fi phụ nhé. Và cũng của hãng Raiji thì bây giờ mình sẽ kết nối uh, hệ thống Mac từ WiFi chính là EVK 1200 ở bên tay phải mình mình sẽ kết nối với WiFi phụ. thì để kết nối được thì đầu tiên WiFi phụ của chúng ta cần phải reset về mặc định của nhà sản xuất. nếu như các bạn chưa biết reset thì các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn cái nút reset đây, này. các bạn tìm trên WiFi nó có cái nút reset, các bạn nhấn giữ trên 5 giây thì tự động nó sẽ reset về mặc định của nhà sản xuất và chúng ta sẽ cấp nguồn wifi phụ chúng ta chỉ cần cấp nguồn thôi không cần cắm mạng lan vào nhé còn wifi chính thì tất nhiên chúng ta sẽ cần phải cắm mạng lan vào modem rồi và bây giờ mình sẽ nhấn này và các bạn để ý cái đèn nhé để bây giờ mình sẽ tắt bớt cái đèn này cho các bạn nhìn rõ cái đèn báo này đấy wifi phụ là có đèn sáng này wifi chính là cũng có đèn sáng và đang kết nối internet đèn đầy đủ này bây giờ mình sẽ nhấn một lần này. đấy nhấn một lần nhả ra các bạn nhìn thấy cái đèn wifi này cái đèn wifi chính này nó đang nháy này đấy các bạn ạ nó sẽ nháy và nó sẽ tìm wifi phụ ở xung quanh tới khi nào cái đèn này nó không nháy nữa là nó kết nối thành công và các bạn lưu ý là cái wifi phụ của chúng ta sẽ để trong cái phạm vi khoảng dưới 2 mét các bạn nhé đây các bạn có thể thấy là sau khoảng 2 phút thì cái đèn wifi này nó đã sáng ổn định rồi có nghĩa là nó đã kết nối được hai cái này với nhau và các bạn muốn biết được hai cái thiết bị này đã được mét cho nhau chưa thì các bạn sẽ vào cái phần mềm Ryzy các bạn nhé và phần mềm Ryzy các bạn sẽ vào cái uh, phần uh, EVK 1200 thì các bạn nhìn thấy đây, đây nó đang mét này uh, đây cái sơ đồ này các bạn bấm vào đây sẽ ra sơ đồ này nhìn rất trực quan luôn, Đấy, các bạn thấy chưa đây chính là cái sơ đồ rất trực quan từ internet này nó sẽ đi vào con EVK 1200 thì đây đúng là cái dây làm nó đi vào con EVK 1200 đây và EVK 1200 nó sẽ mép với con EVK 1800 đây các bạn nhìn thấy chưa? Nó đang mét này, nó nó ghi chữ mét rõ ràng này, mét đấy, tức là hai cái thiết bị này đang kết nối không dây với nhau. Đây các bạn có thể thấy đây, cái sóng của con EVK 1200 nó khá yếu khi mà ở trong cái phòng này bởi vì nó qua lớp tường, lớp cửa nó khá yếu các bạn nhìn thấy này, nó chỉ có một vạch hoặc là gần như là không vạch nào. Thế bây giờ mình sẽ cắm cái bộ wifi phụ để chúng ta sẽ mét hai wifi lại với nhau để các bạn xem xem cái sóng nó có khỏe hơn không các bạn nhé. Cái bộ wifi chính thì mình đặt ở trên kia. Và điện thoại mình đặt ở ngoài này thì sóng rất khỏe này các bạn nhìn thấy chưa năm vạch đầy đủ Ở đây mình sẽ tiếp tục lắp một cái bộ wifi phụ Đây cái vị trí wifi phụ đây Các bạn thấy Đây cái vị trí này chính là cái wifi phụ các bạn nhé Đây chính là cái wifi phụ mà mình mét với cái wifi chính kia các bạn nhé Và bây giờ mình sẽ đi vào trong phòng này xem cái sóng của nó Nó có mạnh hơn không các bạn nhé Chúng ta sẽ đóng cửa vào Đi vào trong phòng và đóng cửa vào đây mình đóng cả cửa vào rồi nhé và bây giờ mình sẽ vào cái góc này Chúng ta sẽ cùng nhau xem xem Cái sóng wifi của nó xem nó như thế nào Đây các bạn nhìn thấy chưa Vào trong đây nhá Khi mà hai cái bộ wifi nó mép với nhau ấy, Thì các bạn nhìn thấy này Sóng đầy luôn này Đấy Hoặc là chỉ có tụt có một vạch thôi Sóng đầy luôn này Và bây giờ mình cũng test luôn tốc độ Khi mà chúng ta sử dụng qua mép wifi Các bạn xem này Đây này Vạch sóng đầy luôn Đầy luôn các bạn nhé 5 vạch luôn các bạn thấy không? Các bạn thấy là cái hiệu quả mét của Wi-Fi nó mở rộng sóng ra nó cực kỳ tuyệt vời không? Lúc thì nó tụt xuống một vạch, lúc thì nó đầy năm vạch các bạn nhé. Nhưng mà các bạn thấy là cái tốc độ download và upload cũng khá cao luôn. Các bạn nhìn đấy, download đang là 63,3 megabit này. Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem upload là bao nhiêu. Rồi, upload là 81,2 các bạn thấy không? Đây là một cái con số khá ok khi mà chúng ta vào trong cái vùng này nếu như chúng ta không có wifi để chúng ta mét với nhau ấy thì vào trong này gần như là sóng rất tận tịt luôn có lúc được lúc không nhưng mà khi mà chúng ta mét với nhau thì các bạn thấy kết quả nó như nào ok chứ đúng không rồi bây giờ mình cùng các bạn sẽ test cái tốc độ của cái wifi evk 1200 này À, và chúng ta sẽ thử so sánh với một chiếc wifi thông dụng cấu hình tương đương giá thành tương đương xem là cái tốc độ của nó như thế nào các bạn nhé đây là một cái wifi mà rất được nhiều người sử dụng có mã nó là Acer C54 thì mình sẽ sử dụng cái con Acer C54 này à, sẽ so sánh với cái tốc độ của con EVK 1200 này đây mình đang kết nối wifi với con EVK 1200 nhé và bây giờ mình sẽ sử dụng cái trình speed test. Chúng ta sẽ test tốc độ nó. Ok bắt đầu. Rồi đã có kết quả. Vị trí đầu tiên uh, là cái download là 93,4 megabit. Upload là 97,3 megabit. Đây là đối với cái tốc độ của con EVK 1200 các bạn nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ test tốc độ của con Acer C54 các bạn nhé. Thì đây mình đã kết nối với con Acer C54 và kết nối với 5G rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái speed test chúng ta sẽ test xem. Bắt đầu. Rồi chúng ta đã có kết quả với con Acer C54 thì tốc độ download là 93 Mbps và tốc độ upload là 94,2 Mbps. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt hai cái con, một là EVK 1200 và một cái con C54. Mình sẽ đặt ở đây, đây EVK 1200 ở phía dưới và C54 mình đặt ở trên. Và đây là cái vị trí mà mình đặt cái wifi nhà mình, cái wifi nhà mình mình hay đặt ở trên góc trên cùng kìa. Đấy, thì cái vị trí này là mình sẽ phủ sóng cho toàn bộ nhà mình. Và đây là cái vị trí mình test thứ hai. Bây giờ mình sẽ test cái điện thoại, mình sẽ đặt cái điện thoại nó nằm ở trong cái phòng này. Đây là cái phòng làm việc của mình. Mình sẽ đặt điện thoại ở trong đây. Đây các bạn nhìn thấy đây. Rồi, bắt đầu mình cùng các bạn sẽ test ở cái vị trí thứ hai. Đây là cái chỗ vị trí làm việc của mình. Và mình cũng sẽ kết nối. Đây các bạn nhìn thấy mình đã kết nối với con EVK 1200 rồi. Và mình cũng sẽ dùng cái phần mềm Speedtest Test để chúng ta test các bạn nhá Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu go. Đây các bạn đã có kết quả rồi. Uh, tốc độ của cái con uh, EVF 1200 này download là 93,6 và upload là 94,1. Thì các bạn lưu ý là nó thấp hơn so với tốc độ tối đa mà nhà sản xuất công bố là do cái gói cước mạng của nhà các bạn đăng ký là cái gói cước bao nhiêu các bạn nhá. Tiếp tục mình cùng các bạn sẽ test cái tốc độ của cái con C54 cũng ở cái vị trí thứ hai này. Đầu tiên là mình cũng kết nối uh, internet với cái con C54 rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vào cái speed test và chúng ta sẽ cùng nhau test xem như nào. Go. Cái con C54 đã có kết quả các bạn nhé. À, tốc độ download là 93,4 mb Và tốc độ upload là 94,2 mb Rồi bây giờ mình cùng các bạn sẽ test ở một cái vị trí thứ ba nó khó hơn. Đây cái wifi mình vẫn để ở cái vị trí này. Và mình sẽ đi vào trong phòng. Trong một cái phòng nó sẽ xa. Đấy. Đây, trong cái phòng này và đồng thời là mình cũng sẽ đóng cửa luôn này. đóng cửa vào luôn đóng cửa nha đấy coi như là cái phòng này nó có khá nhiều vật cản có tường cản rồi có cả cửa cản này rồi đây là cái vị trí ở bên trong cái phòng và bây giờ mình cùng các bạn sẽ xem về cái tốc độ wi-fi của nó đầu tiên mình sẽ kết nối với con EVK 1200 này thì các bạn thấy Ôi giờ ơi, sóng nó còn tịt như này. Đấy, còn không có cái vạch nào luôn. Được một vạch này, đấy được một vạch. Lúc thì không có, lúc thì một vạch. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test về cái tốc độ của cái con EVK 1200 này. Sóng rất yếu luôn các bạn nhá, sóng rất yếu luôn. Lúc thì không có vạch, lúc thì một vạch. Rồi, kết quả đã có. EVK 1200 tốc độ download 46,8 tốc độ upload 9,75 tiếp theo cũng cái vị trí này mình sẽ test với con C54 các bạn nhé đây mình đang kết nối với con C54 này sóng cũng rất yếu luôn không có vạch nào luôn và chúng ta sẽ xem xem cái tốc độ test của nó như thế nào bắt đầu Rồi chúng ta đã có kết quả test của cái con C54 tại cái vị trí thứ ba đó là download là 2,91, upload là 7,68 megabit các bạn nhé. Sau một quá trình sử dụng và trải nghiệm thì mình đánh giá cái con EVK 1200 này phải nói là cũng khá ok trong cái tầm giá của nó các bạn ạ. Mình cũng sử dụng khá nhiều các cái thiết bị wi-fi và chủ yếu là dùng các cái dòng của hãng TP-Link thì mình đánh giá TP-Link là cũng khá tốt. Thế nhưng mà khi mà mình trải nghiệm cái dòng Ryzen này À, và cái EVK 1200 này thì mình thấy rằng cái con EVK 1200 này nó không thua kém gì so với cái dòng của TP-Link với cùng một cấu hình và với cùng một cái giá tiền các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy ở trên màn hình đây là cái kết quả test tốc độ giữa cái con EVK 1200 với một cái con TP-Link. Đây là một cái con TP-Link đây. Các bạn thấy con này là cái con Acer C54 thì à, mình thấy được rằng là cái tốc độ của con EVK 1200 này nó không thua kém gì cái con của TP-Link kia mà có khi nó còn nhỉnh hơn. Ngoài ra con này nó cũng có khá nhiều các ưu điểm các bạn ạ. 4 dâu 4 năng ten tương ứng với cái việc mà cái sóng nó sẽ phủ xa hơn, mạnh hơn. Ngoài ra các bạn cũng có thể là giám sát con em mình vào mạng bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái app Prizy để chúng ta giám sát. Và trên cái app Prizy này các bạn cũng có thể quản lý được cái thiết bị của chúng ta từ xa bởi vì cái app này nó được cấu hình trên cái đám mây của cái hãng Tai này nên là các bạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới các bạn cũng đều có thể là giám sát cũng như là cài đặt cái thiết bị wifi của chúng ta được đồng thời cái app này có thể cho chúng ta thiết lập một cái hệ thống mạng wifi trong gia đình tức là chúng ta có thể kết nối nhiều cái thiết bị wifi nhiều thiết bị mạng với nhau bằng một cái app duy nhất cực kỳ tiện dụng luôn và mình thích nhất ở cái con này đó là cái việc thiết lập và cài đặt mạng nó nhanh chóng dễ dàng và nhất là khi mà chúng ta thiết lập mạng wi wifi với nhau. Con này là có mét các bạn nhé. Thì cái thiết lập mesh ấy các bạn chỉ cần nhấn một cái nút duy nhất đằng sau đây thôi. Một cái nút này thôi các bạn nhấn một lần là tự động 2 đến 3 hoặc là nhiều thiết bị wifi. Nó sẽ tự động mesh với nhau mà các bạn không cần phải làm gì. Và cái thao tác này thì có khi trẻ con người ta cũng làm được. Rất tiện dụng luôn. Với cái thiết bị AVKP 1200 này, nó có thể kết nối tới 96 thiết bị khác nhau nên rất phù hợp cho các cái biệt thự này hoặc là các cái gia đình có cái diện tích lớn hoặc là các văn phòng hoặc là các cửa hàng nhỏ. Ok, hy vọng với cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp ích cho các bạn chọn lựa cho gia đình mình một thiết bị Wi-Fi phù hợp. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.